Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là ngày thứ ba nha anh em. Người ta có đặt show của em trước một show 9 giờ hát. Bây giờ là khoảng 8 giờ, 8 giờ em kéo máy đi. Cách nhà em khoảng 8 cây số anh chị em. Giờ em kéo máy đi làm show. Đó. Vẫn là không có đem ống áp nha anh em. Thì theo em biết là cái mùa mưa này thì điện không có bị yếu. Nói chung điện nhà cũng tương đối mạnh chứ không có cần phải đeo ống áp luôn. Em sử dụng mấy cái con vang, con micro là nguồn autovol hết thôi. Có men á, thì điện yếu không biết nó gồng nổi không chứ còn giờ em đánh thấy ok rồi đó. Bây giờ em kéo máy làm show, có gì em quay lại cho anh chị em xem nha, có gì hay thì em quay. Đây mới vừa kéo lại xong nha anh em. Để trước cửa nhà người ta luôn nè. Đó. Dưới ánh trăng hồng, anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về. Những đám mắt hòa châu bảo vệ laptop và tivi ngồi kế bên luôn. Yeah.